Vô, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với chuyên mục nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp Wyckoff và ICT Concept. Như thường lệ thì trước mặt anh em đang là cái đồ thị H1 D1 của cặp Euro USD. Thì xuyên suốt những tuần trước đó, với cái hoạt động mà sideways ở xung quanh vùng kháng cự á, thì mình có rất là nhấn mạnh và cũng kỳ vọng một cái kịch bản là hấp thụ cung ở cái vùng kháng cự trước khi nó tiếp tục break out và nó đi lên tiếp. Tuy nhiên thì trong tuần vừa rồi thì cái kịch bản này đã chính thức là được hủy bỏ rồi ha. Nói chung cũng không phải là chính thức hủy bỏ mà market nó đã xé cái kịch bản này rồi. Thì nói là market nó xé để cho nó nghe nó có vẻ rất là tàn nhẫn à. Thì các bạn cũng thấy được là về cơ bản thì chúng ta sẽ xác định được cái cấu trúc của thị trường á, hoàn toàn dựa vào những cái gì mà market nó trình bày. Ví dụ như ở đây chúng ta đang có một cái cấu trúc tăng à, một cấu trúc tăng khá là rõ ràng. Để mình tắt một số cái đi, các bạn có thể thấy được ha. Chúng ta vẫn luôn tạo ra được các cái đáy cũng như là cái đỉnh nó cao hơn à, cho tới 2 tuần gần đây. Thì mặc dù là chúng ta có cái đáy cao hơn nè, nhưng mà chúng ta đã thất bại trong việc tạo ra một cái đỉnh cao hơn, các bạn thấy không? Thì cái này thì thực ra ở cái thời điểm khi mà nó gần tới cái đỉnh này và nó quay trở xuống thì nó cũng chẳng có gì to tát cả. Tại vì nó hoàn toàn có thể nhá nhá ở đây à, nó hoàn toàn có thể nhấp nháy ở đây rồi sau đó bay lên tiếp à, thì chúng ta vẫn là tạo ra được những cái đáy đỉnh cao hơn. Tuy nhiên là chuyện này nó không có xảy ra, mà trái lại thì chúng ta có những cái chuyển động mà nó hướng xuống cái vùng giá thấp và cuối cùng thì nó đã phá vỡ được cái đáy cao hơn này. Thì ở thời điểm hiện tại á, thì trong bộ định nghĩa thì chúng ta có thể xem là chúng ta đã có được một cái lower high và một cái lower low. Rồi, thì mình vẽ ra cho các bạn luôn. Cái lower high của chúng ta sẽ là cái đỉnh này ha. Đây, chờ chút. Đây, cái lower high chúng ta ở đây. Tức là một cái đỉnh thấp hơn à, thấp hơn một tí thôi, nhưng vẫn là thấp hơn ha. Và cái đáy thấp hơn thì sau khi mà cái cây nến nó xuyên xuống như thế này. Đây, ở vùng giá này thì chúng ta có một cái đáy thấp hơn là lower low. Thế thì với cái việc là chúng ta đã có lower high và có lower low thì cái tín hiệu này có thể được xem là một cái sự phá vỡ về mặt cấu trúc à, một cái sự phá vỡ về mặt cấu trúc. Thì một cái sự phá vỡ về mặt cấu trúc nó mang hàm nghĩa rằng cái xu hướng này, cái xu hướng tăng hiện hữu đang có này là đã tạm thời kết thúc. Nó sẽ giống như giai đoạn bên này các bạn. Rồi, chúng ta cũng có là high high, high low à. Đây, hay. Và cuối cùng là làm sao? Chúng ta có một cái cú break ra, một cái cú break. Và cái cú break này thì nhìn nó mạnh mẽ hơn cú bên này tí. Được. Nó phá vỡ hai cái hỗ trợ luôn. Và chúng ta cũng có lower high. Đây có lower low. Đó, thì khi mà có một cái cú break này nó diễn ra nè, một cái cú break nó diễn ra như thế này thì chúng ta có thể định nghĩa là cái cấu trúc tăng nó đã kết thúc và chúng ta có bước vào một cái nhịp chỉnh. Còn cái nhịp chỉnh này nó có hình thành ra được một cái xu hướng giảm hay không thì nó còn lại phụ thuộc vào trong cái bộ định nghĩa của các bạn nữa. Thế thì trong trường hợp là sau khi chúng ta có một cái swing down như thế này ha, đây khá là lớn nha, một cái swing khá là lớn hướng xuống như thế này,
Thì khi mà giá nó hồi lên và chúng ta tiếp tục break out một lần nữa, thì lúc thời điểm mà nó break out một lần nữa này, chúng ta mới xác nhận là chúng ta có xu hướng giảm. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa thể xem là đã có một cái cú breakdown. Thì lẽ ra thì các bạn thấy được là thực ra trong cái giai đoạn đó thì chúng ta cũng kỳ vọng là ok, nó sẽ breakdown để nó tạo ra một cái xu hướng giảm đó. Nhưng mà cuối cùng thì nó đâu có làm được đâu, đúng không? Đó. Chúng ta cũng có ra những cái tin tức tốt rồi ép cho giá nó giảm mạnh này nọ, nhưng mà cuối cùng làm sao cùng vẫn trở mặt quay ngược trở lên thêm một lần nữa đó. Thì bây giờ ở cái thời điểm này thì cái việc mà tăng lãi suất thì chắc là sẽ không có nữa rồi, đúng không? Toàn là những cái tin xấu để mà gợi ý là cái việc tăng lãi suất nó sẽ tạm dừng, rồi cái sự suy thoái của kinh tế Mỹ vân vân và mây mây. Nhưng mà kiểu gì đó thì đồng USD tự nhiên ở cái giai đoạn này lại tăng lên để khiến cho Euro USD, cái cặp EU này nó giảm xuống, rất là mắc cười. Maybe nó đến từ cái việc là người ta chuyển tới kỳ vọng, tiếp tục kỳ vọng là cái đồng Euro á, là nó sẽ cũng tạm dừng tăng lãi suất rồi giảm lãi suất gì đó, chạy trước Mỹ hay gì vân vân á. Thì maybe đó cũng là một cái cách đấy, nhưng mà mình thì mình không có giỏi, không có thạo về cơ bản lắm, cho nên là những cái này thì giờ mấy anh em nào mà thạo cơ bản á, các anh em có thể chia sẻ phân tích trên diễn đàn ha. Ok, thì nói về mặt kỹ thuật thì chúng ta chỉ cần biết được là ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có một sự chấm dứt của cái xu hướng tăng. Và với cái sự chấm dứt của xu hướng tăng như thế này thì hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể đi theo hai hướng. Một là chúng ta sẽ tiếp tục bán xuống theo cái đà giảm này, và hai là chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện là kiếm một cái cú gọi là pullback của nó. Thì thực ra cái kèo chính của chúng ta sẽ luôn luôn là gì, chờ cho giá nó pullback lên một cái ngưỡng nào đó, rồi chúng ta sẽ đi sell, tiếp tục sell xuống tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục cược rằng là nó sẽ tiếp tục có một cái low high nữa ở đâu đây ha, và chúng ta sẽ tiếp tục cược là nó sẽ break down được cái low này để chúng ta tiếp tục có cái low khác. Còn dĩ nhiên chuyện gì nó cũng có thể xảy ra cho thị trường, cho nên là dự đoán được một chuyện, chúng ta sẽ quan sát cái vận động giá để chúng ta hành động cho nó phù hợp là một chuyện khác. Rồi, như ở thời điểm hiện tại á, thì khi mà nó vừa mới break như thế này thì đây là một thời điểm rất là khó để cho các bạn có thể kiếm được những cái setup có một cái nó gọi là một cái probability cao hơn những setup khác ha. Thì các bạn có thể dĩ nhiên là vẫn cân nhắc theo cái cách mà chúng ta thực hiện từ trước, có nghĩa là chúng ta cũng đi xuống những cái khung thấp hơn để mà chúng ta tìm kiếm những cái vùng mua, xem là nó có phản ứng ở đó để nó đẩy ngược lên hay không. Rồi thì bây giờ á các bạn có thể thấy được rằng là bây giờ là ở đây là break lên, đúng không? Thì chúng ta có cái strong H4 là nó dời lên đây. Bây giờ cái strong H4 nó đã bị xâm phạm rồi, thì giờ chúng ta sẽ dời cái strong H4 lên trên top của nó. Thì chúng ta hiểu được rằng là khi nào mà giá nó đẩy lên và nó phá vỡ cái ngưỡng strong H4 này, thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc là cái xu hướng giảm nó quay trở lại ha. Và cái xu hướng tăng nó quay trở lại, thì mình cho cái này xuống còn 3 giờ đi, nhìn cho nó đỡ rối mắt. Rồi, thì breakdown đúng không? Breakdown, các bạn có thể kéo một cái line qua để cho chúng ta biết được là nó đã có một cái cú break. Rồi, mặc cái văn bản vô là break ha, đơn giản thôi. Rồi còn trên đây là break H1 ha. Thì sau khi break H1 xong á thì bình thường thôi, tìm đường chúng ta sell xuống. Thì hôm thứ sáu thì chúng ta đã có một cái kèo sell rất là đúng bài của Euro USD. Chúng ta cũng không có kỳ vọng là nó đi xa được giống như thế này, chúng ta chỉ cần một đoạn nhỏ nhỏ thôi là đã đủ rồi. Ok, rồi bây giờ thì breakdown thì bây giờ chúng ta đang nằm ở cái vùng order block của H4 nè. Thì với cái order block của H4 như thế này thì như thường lệ thì maybe là giá nó sẽ hồi ngược trở lên ha. Maybe giá nó sẽ hồi ngược trở lên. Hồi lên đến đâu thì bây giờ các bạn có thể hình dung ra được á, là đối với những anh em mà đánh theo những cái khung lớn, ví dụ như là cái khung H4 này chẳng hạn đi, thì chúng ta cũng có vùng premium và discount đúng không? Thì cái vùng premium ở phía trên này thì gần nhất của các bạn chính là cái ngưỡng này. Đây, 1.098. Đó. Thì ở đây á, nếu xét về mặt kế hoạch giao dịch mà theo dạng tiêu chuẩn thì các bạn sẽ phải chờ. Tại vì nếu mà các bạn đánh theo cái style là pullback ha, thì các bạn phải chờ giá nó hồi lên tới cái vùng để các bạn có thể sell được á, thì các bạn mới đi tìm setup. Đó là lý do vì sao mà
đối với lại trader á, thì phần lớn thời gian sẽ phải ngồi chờ, tức là các bạn sẽ phải ngồi chờ cho nó xuất hiện một cái nó đúng với lại cái ví dụ trong sách giáo khoa thì các bạn mới triển khai theo cái đó, chứ không phải lúc nào các bạn cũng đi tùm lum tà la tất cả khung thời gian để các bạn tìm kiếm một cái setup để mong muốn vào lệnh á. Thì là mình đảm bảo luôn là những cái người mà vào lệnh liên tục là chắc chắn không có lời đâu, tại họ vào bậy không à, không có setup, không có gì hết trơn á, cũng vào thì những cái mong muốn, những cái thôi thúc đó là nó không có phù hợp cho cái việc là trở thành trainer ha. Các bạn phải hình dung được cái style của bạn. Nếu các bạn là đánh pullback thì các bạn phải nhớ là ở trên khung tháp 4 như thế này, phải pullback về được cái đúng cái vùng mà các bạn muốn kiếm setup thì các bạn mới bắt đầu sell. Rồi đối với những bạn mà đánh theo style breakout á, thì về cơ bản H1 ha, mới là cái chỗ các bạn có thể đánh break là ở cái vùng này nè. Khi mà H1 nó hướng xuống, sau khi nó break xong ấy, nó break xong cái hỗ trợ của nó ha, nó sideways ở dưới hỗ trợ và nó break thêm một lần nữa, thì lúc này các bạn có thể xuống dưới H1 để các bạn tìm kiếm cái setup và các bạn sell đó. Rồi còn đối với lại những bạn mà đánh H4 thì thực ra mà nói á, là chúng ta vừa mới break đi thôi ha. Thì nếu mà các bạn muốn đánh break cũng được luôn chứ không phải là không được, thì cái cách đánh break của bạn sẽ là chờ nó break ra. Ví dụ như đây chẳng hạn đi, đây các bạn có cái giai đoạn sideways tích lũy nè, thì nó cũng break nè. Thì khi các bạn sell cái cú break này thì cái stop loss của bạn nó phải đặt vùng phù hợp, ví dụ như là 1.094 chẳng hạn đi, thì cái giá entry của bạn là 1.088 à, cỡ độ 50-60 pip gì đó. Đó thì các bạn sẽ phải kỳ vọng là giá nó sẽ sideways ở đây và nó đi xuống tiếp. Thì trong trường hợp mà nó không phải sideways ở đây đi xuống tiếp, có nghĩa là cái cú break cái động lượng nó không có mạnh á, thì các bạn sẽ maybe là các bạn sẽ bị hit stop loss, tại vì cái dân pullback thì kỳ vọng nó phải quay ngược trở lên tuốt trên này thì mới trade mà, đúng không? Thành ra là cái đó là tùy style của mỗi người ha. Rồi còn đối với lại những bạn đánh counter trend thì nó cũng được thôi chứ không có vấn đề gì cả. Vì vậy ở đây các bạn có được một cái support từ H4, đúng không? Từ một cái ngưỡng gọi là order block của H4, thì các bạn hoàn toàn có thể vào những khung thấp hơn để các bạn chờ dưới này nó có những cái tín hiệu đảo chiều. Tín hiệu đảo chiều là gì? Tín hiệu đảo chiều là những cái tín hiệu nó cho thấy cái sóng bán nó có phần yếu đi, rồi sau đó chúng ta có break up sát giờ ha, rồi nó lùi lại chúng ta mua lên. Thì cái target của các bạn nó sẽ là hai vùng. Một là gần dưới cái vùng stop loss của những cái bạn mà đánh break out, đây là vùng này, và hai là cái vùng mà những cái bạn mà mở kiếm setup sell đánh bull break ấy, các bạn thử sẽ kiếm setup sell ở những cái vùng này đó. Rồi thì không nhất thiết là chỉ hai vùng này, thậm chí là có thể cao hơn, nó rất là tùy hứng nha. Thật ra là ở đây mình không có công thức gì hết, nó chỉ có một cái là khi mà những cái setup mà nó phù hợp với lại những cái hệ thống giao dịch của các bạn nó xuất hiện á, thì các bạn mới giao dịch. Thì ở đây mình cũng sẽ không có khuyến nghị cho anh em là tìm kiếm setup buy gì đó ngược lên, chẳng qua là mỗi người mỗi style ha, các bạn hoàn toàn có thể đánh như thế, không vấn đề gì hết. Rồi cái khả năng giá nó có thể đi đến đâu thì thực ra thì cái này nói nó sẽ hơi thừa, tại vì các bạn thấy ở dưới đây nó rất là dày đặc những cái order block này. Rất là order block này nó rất là dày đặc. Mà nếu như mà các bạn cân nhắc về cái gọi là một cái vùng discount ấy, thì các bạn phải hình dung được là cái vùng discount là giờ chúng ta đang tiến nó gần tới rồi. Tiến gần tới vùng discount rồi. Đây là vùng discount này. Đây. Gần đến vùng discount rồi. Đó. Thế thì cái vùng discount này nó là của một cái swing của trên khung D1. Đó. Thì khi mà nó lùi về cái vùng discount này thì maybe là về đến đây nó mới có phản ứng. Đó. Thì nếu mà được như thế thì các bạn mà đánh breakout ở cú này cũng sẽ ăn rất là ngon ha. Một cái setup có thể kiếm được cỡ khoảng risk reward 2-3 gì đó, khá là ổn. Rồi thì ở cái thời điểm hiện tại thì rất là khó để dự đoán xem là giá nó sẽ đi như thế nào. Chúng ta nhìn vào trong những cái vận động giá thì các bạn cũng thấy được là nỗ lực bán gia tăng, biên độ giảm gia tăng. Một cú break khá là dứt khoát, đẩy một phát xuống tới order block H4 luôn rồi mới khựng lại. Khựng lại là do hết phiên chứ nếu mà còn phiên thì chắc là sẽ tiếp tục trôi xuống nữa đấy, chứ nó cũng không phải là hiền lành như vậy ha. Ok. Có khả năng hồi hay không? Maybe là có nha các bạn, tại vì cũng bắt đầu chuẩn bị vào những cái vùng hỗ trợ dày đặc rồi. Thì các bạn cũng có thể hình dung ra được là với cái việc mà phá vỡ một cái xu hướng ấy, nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tại vì ở phía dưới này nó có rất là nhiều những cái vùng mua.
thì những bạn nào mà đánh supply demand zone ấy, thì các bạn cũng hiểu cái việc này ha, về những cái vùng này nó sẽ có phản ứng, nếu có phản ứng thì mình entry, và nếu không có phản ứng thì chúng ta sẽ chờ nó xuyên qua những cái vùng đó test lại rồi chúng nó đi continuation thôi, chứ cũng nó cũng không có gì gọi là phức tạp hết. Ok, thì tuần này bắt buộc phải bỏ ngỏ lại cái kịch bản cho EU, mà thực ra là các cái con hàng khác cũng sẽ như vậy luôn ha. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp tới GU. Rồi, đồ thị GU thì các bạn cũng thấy được là chúng ta đã có một cái cú breakdown. Nếu mà những cái bạn nào mà theo cái kiểu là hơi kỹ tính giống như mình á, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái đáy này. Các bạn thấy ở đây nó có một cái đáy nhỏ nè. Đó, chấm cái các bạn nhìn. Đó, ở đây chúng ta có một cái đáy nhỏ. Vì sao nó có đáy nhỏ thì các bạn cứ hình dung rồi. Ở đây đúng theo cái flow của nó ha. Đẩy giá lên vượt khỏi kháng cự đúng không? Lùi về test kháng cự này tạo cái đáy cao hơn, đẩy lên thêm một nhịp nữa có cái 2R2. Thì với những bạn nào mà không có cắt khe giống như mình thì các bạn sẽ tính cái đáy nhỏ này. Và cái cú break của GU vào thứ 5 và thứ 6 thì nó đã xâm phạm qua đáy này rồi. Đó là break rất là sâu cái đáy này. Thì các bạn có thể xem đó là break of structure. Còn đối với mình ấy, thì mình thích cái đáy ở dưới này hơn. Mình thích cái vùng ở dưới này hơn. Đó, nên cho mình với mình thì mình bỏ qua luôn ba cái chuyển động mà nhỏ nhỏ dưới dưới này. Thì nếu mà các bạn không thích bỏ qua những cái chuyển động đó thì đây cũng là một cái đáy khá phù hợp. Tại vì nó có break ha, nó có break, có vận động ở phía trên cái cây phía trên kháng cự này tới 1, 2, 3, 4 ngày được. Thì cái đáy này cũng có thể xem là valid. Rồi thì nếu mà lựa chọn của các bạn như thế nào thì chúng ta sẽ lên một cái plan như thế. Rồi thì trên cái khung D á, thì các bạn có thể thấy được là một cái cấu trúc tăng của GU thì cho tới cái thời điểm mà nó break này thì nó vẫn rất là ổn đúng không, tức là nỗ lực mua vẫn gia tăng rất là ok. Có điều là kiểu gì đó lên tới đỉnh thì xuất hiện đóng thể loại áp lực bán vân vân và mây mây gì đó và nó quay ngược trở xuống, thì maybe là cái này cũng là signal sớm cho cái việc là GU nó cũng sẽ điều chỉnh luôn. Thì với cái việc mà điều chỉnh này của GU ấy thì các bạn có thể ha, các bạn có thể cân nhắc kế hoạch thì cho các bạn sell, tại vì nó mới rớt này thôi, nó mới rớt này thôi thì cái khả năng mà chúng ta có thể sell ấy là nó sẽ tốt hơn là con EU. Rồi nhìn cái khung H4 các bạn, nhìn khung H4 thì hiện giờ ha, đối với mình cái strong H4 nó nằm tốt như này nè, chứ không phải nằm trên này đâu. Tuy nhiên á là đối với lại một cái cấu trúc phụ, một cấu trúc nhỏ thì H4 đã gãy rồi. H4 nó gãy rồi, bây giờ nó chỉ còn chờ thêm cái ngưỡng chỗ này nữa nè. Thì đợt trước á thì mình dựa vào trong cái ngưỡng này để mình tìm kiếm setup mình buy lên. Các bạn dùng được không? Đó, nó có nhịp chỉnh nè. Nó quét cái hỗ trợ ở chỗ này xong nó đẩy lên, nó phá vỡ cái kháng cự và nó lùi về, nó test lần nữa thì chúng ta tìm setup chúng ta buy lên. Thì cái giai đoạn đó thì nó cũng có thành công của giai đoạn đó, chứ không phải là cứ gần gần cuối xu hướng cái là mình cứ đi lo sợ làm gì ha. Mình sẽ không quan tâm cái chuyện khi nào xu hướng kết thúc nha. Khi nào kết thúc thì nó kết thúc thôi. Rồi thì bây giờ là đang tiếp cận tới cái ngưỡng hỗ trợ này, thì có khả năng cái ngưỡng hỗ trợ này nó toan hay không? Thực ra là nhìn đây thấy là có rồi đó, tại vì các bạn có thể hoàn toàn thấy được cái vùng này với tờ tiền cái gì đó đúng không? Toàn thanh khoản ở đây chứ đâu. Vì sao? Ở đây nó có hai cái hỗ trợ đúng không? Mà ngay dưới nó có thêm một cái order block nữa đúng không? Phía dưới nó còn có một cái hỗ trợ strong H4 nữa đúng không? Vậy thì nếu như mà người ta muốn đánh lên đúng không? Thì tối thiểu là người ta sẽ xuyên qua cái vùng tiền này để ta gom thanh khoản ở trong cái vùng order block này rồi ta mới đánh lên. Đó là lý thuyết là như vậy. Thì nó cũng tương tự giống như EU là đang nằm ở trong vùng order block H4. Như vậy á, thì trong trường hợp mà cái cấu trúc của H4 của GU này mà nó vẫn còn giữ được cái cấu trúc tăng, nó vẫn giữ cấu trúc tăng có nghĩa là đây chỉ được xem là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn đó. Thì maybe thì chúng ta sẽ có setup buy ở trong cái vùng order block này. Tuy nhiên là mình sẽ không có khuyến nghị các bạn là cứ đặt limit ở đây hoặc là tìm cách là đánh đảo chiều ha. Tại vì đánh đảo chiều thì chúng ta phải hiểu được cái concept của cái việc đánh đảo chiều cái đã. Rồi, điểm cộng đó là cái gì? Điểm cộng là chúng ta có một cái strong H4 nó vẫn còn rất là cứng ở dưới này. Thì maybe là chúng ta hoàn toàn có thể là thiết lập một cái setup để chúng ta mua khi mà nó có xuất hiện những cái tín hiệu mới ở cái vùng H4 này. Cho đến khi nào mà nó phá vỡ được cái ngưỡng strong H4 này thì lúc đó chúng ta sẽ quay xe giống như là EU vậy đó. Rồi, đối với con GU này thì các bạn này zoom cái khung M15 đó, thì hiện giờ thì đang nằm ở trong cái
O độc lóc của H1 ha. Chúng ta gần tới cái O độc lóc của H4, được chưa? Thì bây giờ cái nhịp bán này nó cũng hơi tương đối chậm lại rồi. Chúng ta có cái nỗ lực khá là lớn đúng không? Nỗ lực khá là lớn. Đó. Nỗ lực lớn mà kết quả thì nếu mà so với lại cái nhịp giảm trước thì maybe là cái này nó cũng hơi kém đi tí, nhưng mà cũng không rõ rệt ha. Rồi. Với cái dạng này thì maybe là kịch bản cho cái giai đoạn sau là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục xuống, nhưng mà chúng ta sẽ khả năng cao là sẽ có đảo chiều ở tại cái order block của H4. Mình cũng kỳ vọng vô cái nhịp đảo chiều này. Maybe là chắc là nó sẽ cho một cái setup ngon đấy. Thì đó là chuyện của tuần sau. Còn hiện tại nếu như chúng ta đánh theo tiêu chuẩn ha, chúng ta đánh tiêu chuẩn có nghĩa là chúng ta chỉ follow trend ấy, thì các bạn hình dung là được là ở phía trên của các bạn là nó tạo ra được một cái vùng sideways khá là dày đặc nè. Đó, thì cái vùng này sẽ là cái nơi giá nó hồi lên và tiếp tục đi xuống. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng đối với lại một cái xu hướng giảm thì chúng ta sẽ ưu tiên làm sao? Chúng ta sẽ ưu tiên là giá nó hồi lên và để chúng ta sell xuống. Thì đối với lại anh em mà đánh pullback thì cái chuyện này nó quá dễ hiểu rồi đúng không? Nó quá dễ hiểu rồi, nó không có cái gì gọi là phần bí hết trơn á. Thì thực ra nó chỉ là cái gì? Một cái xu hướng giảm thôi. Sau khi cái xu hướng giảm nó xác nhận xong thì giá nó hồi về cái vùng kháng cự rồi đi xuống tiếp đúng không? Thì ví dụ như ở đây hôm thứ sáu thì thực ra cái chuyển động sideways của EU nó sẽ không rõ ràng. Đối với anh em nào mà đánh không quen thì các bạn sẽ không có tìm ra được một cái setup để cho các bạn sell. Đó, thì đối với lại anh em mà hay đánh pullback thì mình sẽ kỳ vọng là nó phải lên tới tận cái ngưỡng order block nó mới xuống, giống như đây thôi. Mình cũng sẽ kỳ vọng là nó lên tới gần kháng cự đây rồi nó đi xuống. Đấy, thì đó là cái cách để chúng ta follow cái trend thôi, nó không có gì gọi là phức tạp hết. Rồi còn ví dụ như mà trong trường hợp mà các bạn muốn counter trend ấy, counter trend thì ở đây có một số những cái lưu ý ha. Đối với lại một số anh em nào mà thận trọng thì anh em có thể chờ là cái xu hướng trên M15 này nó chuyển sang thành xu hướng tăng, rồi sau đó anh em sẽ đi vào anh em mua tại những cái order block của M15 đó. Còn đối với lại những anh em mà đánh quyết liệt, anh em đánh quyết liệt thì anh em có thể hình dung được cái order block H4 này nó cũng là một điểm support tốt. Thì trong trường hợp mà ở giá nó lùi xuống cái order block này và nó có một cái nhịp breakout sắp giờ lên thì khi cái lần thứ hai nó lùi về test lại những cái order block hình thành sau cái cú breakout sắp giờ đấy thì các bạn có thể vào luôn cũng được. Đó là mình đánh theo lối aggressive. Thì đánh aggressive thì cái risk reward của bạn nó sẽ cực kỳ tốt nha, nhưng mà win rate thì hên xui. Win rate thì rất là hên xui, nhưng mà mình có thể đảm bảo các bạn là theo mình á là cũng 50-50 thôi, chứ nó cũng không phải là một cái gì đó nó gọi là nó quá mức không thực hiện được ha. Nó đều là 50-50 hết. Thì chúng ta ăn nhau ở cái chỗ là chúng ta có risk reward cao. Tuy nhiên là khi mà các bạn mà bị thua nhiều quá thì cái vốn tâm lý của bạn nó cũng sẽ bị xâm phạm luôn. Và khi mà tâm lý của bạn nó không còn cứng được nữa, tức là thay vì là các bạn ngồi chờ đầy đủ tất cả những setup thì các bạn lúc này sẽ bắt đầu đăng tăng cái chuyện là mình có nên chốt sớm hay là mình có nên vô sớm hay là như thế nào đó hay không. Các bạn có thể sẽ bỏ qua những cái điều kiện để các bạn vào lệnh. Thì thực ra rất là đơn giản, nó xuống đây, vi ngược lên đây đúng không? Nó làm rất chống sức chờ, các bạn vô sớm thì là đã ok rồi. Khi mà giá nó chạy lên như thế này và nó có được một cái xu hướng tăng trên M15 này, có thể là nó sẽ không có mạnh đến mức độ rồi giúp cho các bạn có ngay tức RR10 hay gì đó. Đó, nhưng mà khi mà nó lên những cái vùng order block ở phía trên này mà nó bắt đầu sideways là các bạn sẽ bị dao động. Trong khi là thực ra đối với cái setup mà chúng ta bắt theo cái order block H4 thì chúng ta phải target là target theo H4. Có nghĩa là sao? Là các bạn phải lên, phải aiming là phía trên của cái con sóng giảm này luôn. Tức là vào cái tối thiểu là phải vào được cái vùng premium này thì chúng ta mới cân nhắc chốt lời. Còn nằm ở phía dưới của cái vùng discount á, là các bạn sẽ không có quan tâm luôn. Thì những cái order block này nó chỉ là làm nhiễu cho các bạn thôi. Sideways đây nó lùi về thêm cái nữa là lại bật lên tiếp. Đó. Thì nếu mà các bạn không giữ được cái vốn tâm lý đó do các bạn bị thua lỗ nhiều hay là do cái setup này nó không có phù hợp với bạn á, thì các bạn sẽ không có hold được những cái lệnh đó. Để tại vì các bạn phải hold được những cái lệnh ngon và dài như vậy á thì nó mới bù đắp lại cho rất là nhiều những cái sai lầm trước đó của bạn. Các bạn có thể đi một giây thua 3-4 lệnh đúng không, mà giờ cái lệnh mới được risk reward 2-3-4 gì đó các bạn chốt luôn là các bạn chỉ vừa về vốn thôi, trong khi chúng ta đi giao dịch đó là chúng ta kiếm lời đúng không, chứ đâu phải là mong muốn là được về bờ đâu. Mình entry là mình muốn kiếm lời đúng không,
thì phải có lời thì chúng ta mới thỏa mãn chứ, đúng không? Mà thực ra khi mà cái setup mà nó đã play out, tức là nó chạy ngon rồi á, thì nó sẽ thông thường nó sẽ đi đến đúng những cái địa điểm mà setup đó trong sách giáo khoa đã hướng dẫn. Như vậy thì không có lý do gì để các bạn phải out sớm, đúng không? Vậy thì chỗ này á là thường là nhiều anh em sẽ bị mắc, nghĩa là anh em sẽ luôn luôn nằm trong cái đường lai tài sản, anh em sẽ đi ngang giống vậy, đúng không? Sụp cái hồi ngược như thế này, sụp thì anh em nên cố gắng làm sao đó để mình tránh cái này. Chúng ta sẽ muốn một cái lai tài sản nó đi giống vậy, sụp vượt lên chút, nó phải vượt lên chút hay sụp vượt lên chút, sụp vượt lên chút thì các bạn mới có được một cái lai nó đi lên. Ok, thì muốn được như vậy thì các bạn phải tuyệt đối tuân theo những cái ví dụ trong sách đã hướng dẫn các bạn, chứ đừng gọi là hành động với cảm tính ha, cũng đừng tự thỏa mãn nha. Ví dụ như tới đây là về bờ rồi nè, rồi chúng ta về bờ trước đi cái đã rồi chúng ta kiếm cái deal sau, mà các bạn quên mất rằng là phải mất bao nhiêu pha gọi là lên bờ xuống ruộng các bạn mới có một cái trade đẹp ha. Còn dĩ nhiên là cái trade đó nó có thể nó sẽ không có play out được giống như trong sách giáo khoa, ví dụ như nửa đường nó quay xuống hit break event thì thôi, bây giờ chấp nhận chứ sao. Ok, đó là GU. Thì GU thì cái hướng cho các bạn thì có thể đánh counter trend, theo mình là như vậy. Còn trong trường hợp mà nó xuyên luôn cái H4 này rồi á thì các bạn nên bỏ qua đi, chờ cho nó play, cho nó chạy có nhiều cái tín hiệu rõ ràng hơn rồi chúng ta sẽ làm việc lại với nó sau. Ok, đó là GU. Chúng ta đi tiếp tới vàng ha. Rồi, vàng về cơ bản vẫn đang trong xu hướng tăng, chưa có gì gọi là lung lay. Các bạn có thể nhìn thấy cái chuyện đó ha, và thậm chí là chúng ta còn nhìn thấy được cái tín hiệu là hấp thụ cung nữa. Nói chung là mình rất là khoái những cái tín hiệu theo cái dạng là giống như vậy. Cái sóng đầu tiên đổ xuống một cây rất là mạnh, volume bé tí, không có sự tiếp diễn. Cái sóng thứ hai đổ xuống 3-4 cây, 5-6 cây gì đó, volume cộng dồn vô bự cho bá lửa luôn, nhưng mà sao không có phá được đáy, không có giải quyết được vấn đề gì hết. Thì đây gọi là hấp thụ cung. Hấp thụ cung thì thông thường nó sẽ diễn ra ở sát sát kháng cự sau một cái nhịp tăng tốt, giống như kiểu như là giá nó tăng lên vậy nè, xong cái con đám người kêu ok đánh đây hết rồi, chốt lời, có nghĩa là họ bán bao nhiêu đi chăng nữa giá nó cũng không có giảm xuống bao nhiêu, nó không có xâm phạm được cái hỗ trợ trước đó. Và hình dung được nó có thể cho các bạn cái cảm giác là fail break. Như các bạn phải nhớ đây là trong xu hướng tăng, mấy cái cú fail break của trong xu hướng tăng thì thường là để bẫy seller, và thường là những ai mà sell đây là sớm muộn gì là cũng lên đọt hết thôi, khối lượng lớn hay khối lượng nhỏ gì đó nó không giải quyết được vấn đề gì hết ha. Rồi buyer về cơ bản phòng tuyến của họ ở phía dưới này vẫn còn đang được giữ rất là cứng nha, cho nên các bạn seller khoan manh động ha, hoàn toàn có thể làm sao sideways như thế này rồi tiếp tục going up nha. Mình sẽ muốn nhìn thấy là một cái tín hiệu cạn cung sau khi nó có cái tín hiệu hấp thụ cung này. Đầu tiên thì dĩ nhiên mình sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ phải tăng lên khá một tí ha. Và sau đó nó không giảm nổi được nữa, có thể là 1-2 cây gì đó, maybe là có thể sẽ quét luôn cả những cái phần tiền ở phía dưới của những cái hỗ trợ này, không chắc được ha, đoán vậy thôi. Rồi thì tiếp theo thì vẫn là sẽ kỳ vọng là breakout và nó sẽ bung đỉnh này để đi lên những cái vùng đất mới. Vùng này là cũng khá sát với lại vùng tháng 21 rồi nè, đó 2080 nè đó. Rồi vàng thì có vẻ nó sẽ hơi bị trái ngược với lại EU và GU, tuy nhiên là trái là trái chứ mạnh con nào cũng đó chạy chứ đâu có liên quan gì đâu, đúng không? Đâu có định luật nào nói là EU GU giảm thì vàng nó phải giảm theo đâu, đúng không các bạn? Ok ha, thì vàng thì đơn giản hơn cho nên nó ngắn gọn. Rồi các bạn khi mà các bạn vô trong những cái khung thấp hơn, ví dụ như H4, thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được rằng là cái phiên mà sụt giảm của nó, thấy không, nó không có mang lại được một kết quả tốt. Tức là những cái bạn nào mà sell trễ, sell sớm thì không nói nha, sell sớm ví dụ như là đụng order block H1 gì đó sell xuống, hoặc là cái nhịp hồi đầu tiên trên H1 nó sell xuống thì các bạn đã có được phần risk reward khá là ok rồi, đúng không? Tuy nhiên các bạn nào mà sell trễ thì giờ các bạn thấy không, cái vị thế của bạn nó đang rất là bấp bênh đó. Thì với cái việc mà vị thế bấp bênh như thế này thì nó, các bạn nghĩ sao thì cái đám mà trader ở trên thế giới nó cũng nghĩ chang vậy á, chứ nó không có gì khác các bạn đâu. Các bạn đừng nghĩ rằng là mình không có kiểm soát được hành vi thì người nước ngoài họ kiểm soát tốt hơn nha, không có đâu. Mình cho nhiều room nước ngoài lắm rồi, bọn nó cũng vậy à, nó cũng cả lơ phất phơ giống như mình vậy đó, không có gì gọi là phức tạp đâu ha.
ở đây mình cứ bám theo đúng những cái kịch bản của mình ha. Nếu mà các bạn đã sell, các bạn arming và giá nó vào một cái nhịp chỉnh thì các bạn hình dung được á là hiện giờ các bạn chỉ trong một cái cấu trúc giảm ngắn hạn thôi. Nguyên cái sóng tăng bờ của Volta nè, từ dưới đến đây nè, cái strong H4 nó còn giữ nè. Ở dưới này các bạn có một cái order block H4 nè. Thì khi mà cái arming của bạn, các bạn phải arming về cái vùng order block này, tối thiểu là đây. Thậm chí là có nhiều người là họ tham lam đến mức độ là họ sẽ arming đến việc là nó break luôn cả cái hỗ trợ strong H4 này, rồi nó tạo ra một cái cú string đi lên gì đó vân vân. Đó thì các bạn có hình dung được là cái suy nghĩ của mình đối với con vàng nó y chang như giống như con EU trong cái tuần trước vậy á. Mình cũng kỳ vọng là đối với EU H4 ha, ở ngay chỗ này nó cũng chỉ là một cái cú spring đấy. Bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn là kết thúc cái hy vọng là nó sẽ có một cái cú spring đâu, tại vì thực ra những cái nhịp giảm của nó vẫn đang gợi ý rằng chúng ta có spring. Tuy nhiên nếu mà con hàng này đi xa quá rồi thì hết spring rồi ha, không có spring gì mà xa dữ vậy, nó chỉ loanh quanh đây thôi, hoặc là ở chỗ H4 này nó có tín hiệu mà nó bật ngược trở lên thì maybe là chúng ta có cú spring. Và với cú spring thì chúng ta sẽ kỳ vọng là tất cả những cái giai đoạn mà giảm này nó chỉ là giống như kiểu như là một con trà xanh thôi, một con tiểu tam đó, là nó chỉ chơi tạm thời thôi, rồi sau đó nó sẽ chia tay cái con xu hướng giảm này để nó quay ngược trở lại xu hướng chính là xu hướng tăng, thì lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ make sense. Còn hiện giờ thì có vẻ không make sense lắm. Các bạn nào mà giỏi cơ bản thì các bạn có thể giải thích giùm cho mình tí ha. Ok, đó là vàng GOEU thì vậy đó, hết rồi. Tuần này thì chỉ đến thế thôi. Hy vọng là sang tuần sau chúng ta sẽ có nhiều những cái tín hiệu mà nó tương đối rõ ràng hơn để chúng ta có thể giao dịch nó ổn thỏa hơn. Chỉ có nhắc lại anh em là về đối với lại EU và GU về đến vùng giá hiện tại rồi á, thì nếu các bạn có vị thế để các bạn khoán thì các bạn có thể cân nhắc giữ tiếp cho đến khi là nó đạt cái target. Còn nếu mà các bạn mà muốn sell đuổi ấy thì theo mình là không nên ha, thì chúng ta đã bắt đầu tiến vào những cái vùng nguy hiểm rồi ha. Giá nó có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào. Còn các bạn nào mà đánh counter trend ấy thì maybe là các bạn có thể cân nhắc counter trend, nhưng mà again không có rành thì đừng có counter trend lung tung ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào trong những cái bài nhận được trên diễn đàn trong tuần sau.